trong tháng riêng này, Toyota Veloz Cross đời 2023 được các đại lý tung mức ưu đãi mới. Theo đó, phiên bản CVT đời 2023 được các đại lý giảm giá 55 triệu. Phiên bản CVT top giảm 60 triệu. Ở thị trường Việt Nam, Toyota Veloz Cross là đối thủ cạnh tranh của Mitsubishi Spander, Suzuki Eriga Hybrid, Kia Honda BZV, Hyundai Stargazer. Giá niêm yết của các phiên bản cụ thể như sau. Bản CVT các màu khác giá 658 triệu. Bản CVT màu trắng ngọc trai giá 666 triệu. Bản CVT top các màu khác giá 698 triệu. Bản CVT top màu trắng ngọc trai giá 706 triệu. Về thiết kế, phần đầu của Toyota Veloz Cross hướng cao cùng, với lưới tản nhiệt hình thăng lớn khiến tổng thế phần đầu xe trở nên mạnh mẽ, vững chãi như một chiếc crossover thực thụ. Chiếc xe nổi bật với cụm đèn full LED được thiết kế sắc nét kết hợp với giải đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy. Điểm nhấn bên hông xe là đường mạ chrome trải dài từ đầu xe tới cuối xe, tạo cảm giác sang trọng và hài hòa. Toyota Veloz Cross CVT Top sở hữu bộ mâm xe, với kích cỡ lớn 17 in cùng các đường gân dập nổi theo khung bánh xe mang, đến cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn. Bên cạnh đó, thiết kế đuôi xe dạng hình thang cùng ốp cản sau thể thao kết hợp, với giải đèn LED liền mạch tạo cảm giác hiện đại, hài hòa với tổng thể chiếc xe. Dung tích bình nhiên liệu 43 lít, thể tích khoang hành lý 498 lít. Toyota Veloz Cross có nhiều trang bị lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc như phanh tay điện tử, gương ngoài gập mở tự động tích hợp báo rẽ, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây. Bên cạnh đó, không gian nội thất rộng rãi, như những chiếc xe phân khúc C với khoảng cách giữa hàng ghế 1 và 2 rộng nhất phân khúc lên tới 980mm, khả năng trượt tới 240mm của hàng ghế 2. Các hàng ghế có khả năng gập linh hoạt, thông minh như chế độ ghế sofa độc đáo, gập phẳng hàng ghế sau mở rộng không gian nội thất, hoặc gập thông thường cho phép khách hàng thoải mái, điều chỉnh không gian theo các mục đích sử dụng khác nhau. Veloz Cross CVT Top còn sở hữu khoang lái hiện đại, với bảng táp lô được thiết kế trẻ trung, màn hình giải trí trung tâm 9 in, cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình đa thông tin 7 in tùy chỉnh 4 chế độ, hiển thị mang đến những trải nghiệm lái thú vị và trọn vẹn nhất trên mỗi hành trình. Cung cấp sức mạnh là khối động cơ 4 xi lanh hút khí tự nhiên với dung tích 1.5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 137 Nm. Hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiêu liệu ở đường hỗn hợp là 6 lít 3 cho 100 km. Toyota Veloz Cross CVT Top được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động kiểm soát vận hành chân ga, và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Ngoài ra, phiên bản này cũng sở hữu hàng loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360, hệ thống 6 túi khí. NN